Hello anh em nhé Xin chào mừng toàn thể anh em cũng đã đến với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh kèo bóng tôn tử và sau một cái tuần trôi qua với nhiều cảm xúc thăng trầm của giới túc cầu hôm nay chúng ta tạm rời xa với cái giải cấp quốc gia để đến với cái sân chơi lớn hơn lượt về cúp C1 châu Âu sẽ bắt đầu được khởi tranh từ ngày hôm nay đây là một cái giải đấu hấp dẫn nhất được cấp câu lục bộ trên À, hành tinh anh em nhé và cũng là cái lời quy tụ của những gã tư bản nhà giàu khu vực châu âu để đem lại cái nguồn cảm hứng mới cho tất cả anh chị em thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cặp đấu mở màn cho lượt về Champions League khi mà chelsea sẽ có cuộc đón tiếp đối thủ khó chịu là Dortmund ngay trên đánh địa của mình ở à, cái trận lượt đi thì chelsea cũng đã để thua trên sân khách là với tỷ số là 0-1 với những gì mà Real Blue đã thể hiện trong cái khoảng thời gian vừa qua đang làm cho giới đầu tư cũng như là người hâm mộ phải thất vọng tràn trề trái với cái lối chơi đẹp mắt của Pep Guardiola hay là cái lối chơi thực dụng của Jose Mourinho thì Graham Potter đang cho các học trò của mình à, đến với cái lối chơi xấu nhất của cái làng bóng đá phải nói là à, từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ của họ chơi theo cái lối đá vừa hèn lại vừa bẩn anh em ạ Đường đường là một ông lớn nhưng lúc này thì họ cũng đã không còn là chính mình nữa rồi. Chiến thắng 1-0 trước đối thủ không cùng đẳng cấp là Leeds United vừa qua thì cũng đã đánh giá được cái thực trạng của họ. Nếu như ai đã xem cái trận đấu đó thì cũng biết được là cái đội bóng Chelsea họ đã thất vọng như thế nào anh em ạ. Không những thế mà trong 6 cái trận không thắng liên tiếp trước đó, Chelsea họ cũng có 5 trận không thể ghi bàn. Trong khi đó, người sắm vai người hùng của Zebulu khi đã thắng Lit Little... Lit là trung vệ Forfala thì cũng không quá nổi bật. Khó khăn nhất của The Blue lúc này vẫn là ở cái khâu chỉ đạo. Họ cần phải có một cái lối chơi mới để mang lại cái sức sống cho cả đội bóng anh em nhé. Còn ngược lại với đối thủ thì bên kia chiến tuyến Dokmun đang là một cái kênh ưa thích của giới đầu tư trong cái khoảng thời gian gần đây. Ở cái giai đoạn này thì Dokmun đang thi đấu rất là bùng nổ. Họ đã trải qua 10 chiến thắng liên tiếp từ sau khi đợt nghỉ đông đến giờ. Trong khi đó thì câu lạc bộ này cũng đã thắng kèo trong cả 10 trận đấu gần nhất. Điều này thì đang mang tới cái tinh thần cực tốt cho Đức Môn anh em nhé. Ở trên sân khách thì câu lạc bộ này cũng thi đấu vô cùng thành công khi đã giành chiến thắng 5 trận liên tiếp. Tuy nhiên có một điều là ở trận đấu này Đức Môn sẽ phải chống đỡ với Chelsea. Khi cái phản cá phản kháng của Chelsea đang ở cái thế chân tường thì Chelsea họ sẽ chơi tất tay khi không còn gì để mất anh em nhé. Và ở cái trận đấu này, nhà cái đang để Chelsea chấp 0.5 bóng với cái sự chuyển dịch kèo không quá mạnh ở cái thời điểm hiện tại. Với cái tỷ lệ này thì chúng ta, chúng ta có thể đặt niềm tin vào Doc Moon. Bởi Chelsea vẫn chưa thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Việc mà họ đã thua kèo 16 trên 19 trận gần nhất khiến cho họ đang bị giới đầu tư tẩy chay khỏi cái chiếu trên rồi. Trong khi đó thì Doc Moon họ cũng đang trải qua một cái giai đoạn vô cùng thăng hoa. Khi mà họ cũng đã có chiến thắng trong 10 trận đấu liên tiếp và quan trọng hơn là họ cũng đã toàn thắng kèo cả 10 trận đấu này Vì thế mà Đốc Môn uh, cũng là một cái kênh uh, đáng để cho, cho chúng ta đầu tư ở cái trận đấu này Với cái mức kèo chấp 0.5 anh em nhé Và như chúng ta cũng đã biết uh, Thì Chelsea lúc này đang bị nghi ngờ rất nhiều về cái khả năng ghi bàn trong cái trận đấu Khi hàng công của họ vẫn chưa thực sự là tốt trong khi đó thì Đốc Môn họ đang có một cái lợi thế trong tay khi mà họ cũng đang dương một bàn vì thế mà họ không việc gì phải đối công với đối thủ, họ sẽ chơi chắc chắn ở phần sân nhà và sẽ chờ đợi thời cơ để phản công nhanh. vì vậy mà xỉu 2.5 cũng sẽ là một cái sự lựa chọn tối ưu để anh em có thể cân nhắc nhé. và anh em cũng lưu ý cho tôn về cái kèo góc thẻ của trận đấu này. khi mà chelsea họ chơi theo cái kiểu tất tay thì góc và thẻ của họ sẽ cũng được xảy ra rất nhiều. vì vậy mà cái mức kèo chấp góc 3/4 cho hiệp 1 cũng như là chấp 1.5 góc cho cả trận sẽ là một cái kèo rất là thơm để cho anh em có thể cân nhắc và cái kèo tài thẻ và chấp thẻ cho Chelsea ở cái trận đấu này cũng là khá ok để anh em có thể lựa chọn nhé. Còn bây giờ thì tôn cũng xin phép được kết thúc video ở đây thay mặt anh em trong cái clip xin cảm ơn mọi người cũng đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi hết video của mình chúc cho anh em luôn có được một cái cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và sẽ đại thắng trong những trận cầu mà anh em quan tâm nhé. Những anh em nào mà cần được chia sẻ các cái mã kèo hoặc là cần được tham vấn các cái mã kèo thì anh em có thể liên hệ cho Tôn vào Zalo 0924858993 hoặc Telegram a còng kèo bóng tôn tử để anh em có thể nhận được những cái mã kèo chất lượng trong trận đấu anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần video tiếp theo.